Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với doanh nghiệp xây dựng công khai phương án trả lương và thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán 20 ngày nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đề xuất này được nhiều doanh nghiệp và người lao động hưởng ứng. Công ty cũng đã lên kế hoạch và sẽ thưởng Tết Nguyên đán và lương cho người lao động trước khoảng 3 tuần cùng với quà Tết. Công ty cũng sẽ tạo điều kiện cho những cán bộ mà có quê xa được về quê sớm. Thì mình cũng hy vọng là thứ nhất là doanh nghiệp sẽ sớm có cái kế hoạch lương thưởng Tết chi tiết và sớm để cho anh em biết, để nắm được cái tình hình tài chính cho cái kỳ nghỉ Tết của mỗi gia đình. Thứ hai là mình cũng mong muốn là công ty sẽ có thêm những cái phúc lợi cho người lao động trong kỳ nghỉ Tết âm lịch. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các doanh nghiệp cần chú trọng triển khai hoạt động chăm lo cho các cán bộ công nhân viên, trong đó việc xây dựng sớm kế hoạch trả lương thưởng Tết là thiết yếu, đảm bảo cái Tết ấm no cho người lao động.